Ôi giời ơi, lại có thêm một trường hợp là vào nhầm cửa hàng anh em nhé. Ban đầu nhìn cái thông tin mua hàng với cái phiếu như này là mình cũng đã biết là vào nhầm cửa hàng rồi. Nhưng mà mình vẫn phải xin thêm cái thông tin để mình chắc chắn là có nhầm cửa hàng hay không, hay là có ai giả mạo hay cái gì hay không. Đây nhìn trên này thì hơi mờ, không biết anh em có thấy không nhá. Đây iPhone 15 này, 19 củ. Thì anh ấy cũng có bảo là rõ ràng là anh ấy mua máy new full box, nhưng mà về check kích hoạt lên lại hết bảo hành rồi. Bảo hành tất cả các ngày trong tuần trừ mùng 1 hàng tháng. Bảo hành một đổi một trong thời gian bao Tết. Bảo hành một đổi một trong thời gian bao Tết là thời gian bao Tết là bao lâu vậy? À, bao Tết 15 ngày. Well. Phần mềm 12 tháng. Ôi giời ơi. Hết thời gian bao Tết thì máy sẽ được sửa chữa và khắc phục. Trời ơi, 15. Đấy. Còn đây là khách chụp lại thông tin cái túi bóng khi mà khách mua, thì em xin phép là em che lại cái thông tin này. Còn anh em cũng phải lưu ý cho em một chút đấy, là khi mà anh em đi mua hàng ở cái Hà Nội này ấy, thì thường ấy cả dãy là cả dãy nó sẽ bán, ví dụ như cả dãy điện thoại hay là cả dãy máy tính, laptop các thứ, thì anh em phải để ý địa chỉ cực kỳ cẩn thận. Anh khách thì vẫn cứ nghĩ là đúng một của Hoàng Kiên rồi, về có vấn đề gì thì lại cứ liên hệ đến cái số hotline của Hoàng Kiên để phản ánh thôi. Xem trên mạng các thứ tin tưởng rồi thì qua đến nơi thì chỉ có mua máy thôi chứ cũng không để ý gì nhiều cả. Thì cái này cũng rất là khó anh em nhé. Còn em hỏi thật anh em là với cái giá như này và chính sách bảo hành như này thì anh em cảm thấy có hợp lý không? Còn cái giá cả thì ở đây em không nói đến nhá. Anh em vào nhầm cửa hàng phát ấy là anh em mất cái chính sách bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm, với cả rơi vỡ sửa chữa free ngay. Còn cái con máy này em chắc chắn luôn là nếu mà anh em mang đi trả lại ấy, là anh em kích hoạt lên rồi mà bây giờ anh em trả lại, anh em sẽ bay ngay mấy củ. Và cái trường hợp này ấy, nó xảy ra thì thật sự em cũng thấy rất là buồn. Nên là em cũng mong anh em tìm hiểu kỹ rồi thì đi mua cửa hàng ở cái đất thành thị như này ấy, thì anh em nên quan sát và để ý thật kỹ nha. Cảm ơn anh em.